Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú ơi, khi mà các bà con tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang với sự hỗ trợ đến từ các vị mạnh thường quân cũng như là các bà con nhân dân nơi đây đóng góp mà ngày hôm nay thì cầu Kênh Trục chuẩn bị là đang trong cái quá trình dỡ ga và xây dựng lại cầu mới rồi đó cô chú. Ở đây thì về phía thi công là đội của chú Kha với lại mấy chú bên từ thiện cũng đã chở cái phần đá nè, đã mua xong rồi. Thì con có nghe chú chia sẻ là mua xà lan xong rồi người ta vận chuyển lên đây, đá này thì là đá 1-2 đem lên trước, cộng với bên đó là có một thêm một bãi đá bên phía đầu cầu bên kia nữa. Còn đây là những cái phần sắt mà cầu Kênh Trục vừa dỡ ra nè cô chú. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đó, nó đã bị hư và mục rất là nhiều. Ở đây là ở dưới là bà con phải lót thêm những cái miếng dán này nè để mà cho nó trụ lại. Nhưng mà bây giờ thì mình gỡ ra là mình thấy nó rất là mục luôn. Nếu mà không có mấy miếng dán này thì cái phần sắt này nó mục hết rồi, chạy thì sẽ bị té rất là nguy hiểm nha. Cái miếng sắt bên đó cũng vậy nữa. Đây, vòng vòng ở đây cô chú thấy nè, nó đã mục, đã hư hết trơn rồi. Mình dỡ ra mình cũng không có xài được cái gì hết. Nhưng mà ở đây thì chú Kha có nói là tận dụng được cái gì thì tận dụng. Rồi chú lấy, chú đem gáp qua bên cây cầu phía bên kia, dạ, để mà bà con có nơi chạy qua chạy lại được an toàn đó cô chú. Còn ở phía trong đây nè, hôm nay thì có chú Kha với lại mấy chú vô để mà dỡ tiếp tục. Thì nay dỡ cũng gần như là sắp xong rồi, chỉ còn thêm hai cái thanh sắt hai bên với lại bốn cây trụ điện nữa thôi là cây cầu Kênh Trục đã được dỡ ra hoàn toàn rồi đó cô chú. Ở phía dưới đây thì con chào chú Kha. Chú Kha đang tập trung cùng với lại mấy chú để mà mình dỡ cái phần cầu ra rồi cô chú. Đây là những cái thanh sắt nè. Nè, nó đã mục, đã hư rất là nhiều luôn rồi. Đây, cái này nè, xét rồi hư. Tí ý là nó là sắt á, nhưng mà nó còn hao mòn theo năm tháng như thế này nữa. Chứ nếu nó là gỗ thì nó sẽ hư rồi từ rất là lâu luôn rồi đó cô chú. Chú Kha ơi, mấy cái này là ở đâu của cây cầu chú Kha? Này cái lan can thôi. À lan can, như vậy là nữa mình gỡ ra hết rồi chú. Cái này mình tận dụng lại xài được cây cầu khác không chú? Mình bắt cây cầu khác. Còn thiếu nhiều mình mua thêm á. Dạ. Lại sơn lại hay gì chú? Sơn lại. Chắc này sắt còn nó vậy lắm á. Vậy dạ. Bây giờ nữa. Còn thấy cũng còn im quá nè, nhưng mà nó bị sét hết rồi. Sơn lại. Dạ. Bây giờ là mình chỉ cần dỡ hai bên đây nữa với lại mấy cây cột điện đó là xong rồi. Gì anh Năm? Gì đó? Khoan chú ơi. Ôi cẩn thận nha mấy chú. Giờ này có mấy chú dở rồi hả chú Kha? Hả? Mấy bữa trước có đông không? Đông người dở tiếp không? Mấy bữa trước tới 3-4 người đó. Ở bữa nay không có chuyện làm gì đó rồi. Cắt cái vỏ đá không mà ra để kéo vô rồi xong. Dạ. Mau rồi. Rồi cái này với cô bé nó nhổ mấy mặt con đem bệnh cấm lại. Vì là bốn cái cây trụ điện này là chừng nữa là nhổ đem qua cây cầu khác để mà cắm lại ha. Cắm chỗ mới lại coi. Dạ. Tận dụng hết mức có thể luôn rồi. Nhưng mà đem qua cầu kia có an toàn không chú? Được, bình thường. Chắc này qua bến sơn lại thì bình thường. Dạ, chứ rồi mua mới thêm nữa chứ không phải chắc này không. Rồi chú Kha định là khi nào sẽ bắt đầu đem mấy cái bê tông cũng như là bắt đầu xây cầu mới? Thì chú làm cái hợp đồng với người ta bên công ty á. Dạ. Có 10 bữa nữa người ta giao đó. Dạ. Cái quy cách làm nó là như thế nào chú Kha? Mình đem gô be, mình đóng. Dạ. Rồi búa rơi mình lạnh chứ. Nó có cái đồ để đóng, công trình nó có đồ đóng. Dạ. Về cái phần bê tông cũng như là kích thước của cây cầu là chú đặt ở cái chỗ đó người ta làm luôn cho mình hay sao? Người ta đổ. Đổ cái phần bê tông ra hết cho mình luôn. Về là đó mình là của công ty 620 á. Dạ. Dạ. Rồi về là mình chỉ cần đóng xuống. Dạ. Nhưng mà cũng mất khá là lâu thời gian ha. Cũng khoảng 2 tuần rồi. 2 tuần nữa thì những cái khối bê tông để mà làm cầu á cô chú mới có thể làm đặt xong được, người ta làm xong thì lúc đó thì chú mới mang vào trong đây rồi mướn xà lan cũng như là mướn những chú mà đóng á mới được. Bây giờ thì con mời cô chú anh chị và các bạn á cùng đi qua phía bên đây để mà xem nha. Giờ này là mấy chú đang tranh luận để mà dỡ cầu như thế nào nè. Đây, mình đứng ở phía bên đây thì mình có thể nhìn qua được nè cô chú. Đó, mấy cái trụ điện thì nó cũng đã ngã nghiêng hết rồi. Dạ, còn về đây là cái phần
dưới mặt cầu nè, thì chỗ hồi bữa con có đi qua đi lại nè cô chú, thì cũng đã được dỡ ra hết luôn rồi. Thì có những cái thanh cầu là gã ra thì cũng rất là nhiều luôn. Những cái phần sắt này nè, sắt dụng này nè thì nó cũng đã bị hư, bị mục hết trơn này. Phía bên đây cũng vậy luôn, cho nên là mấy chú đều bỏ ra hết. Đây, cái mặt cầu thì cô chú anh chị các bạn có thể thấy nè, là cái chỗ mà mình chạy xe qua lại nó kêu gầm gầm đó, thì nay nè hư hết trơn luôn rồi. Này, ở phía này mình cũng có thể thấy nè, sắt đồ thì nó cũng đã bị gỉ sét, bị hư rồi cô chú. Cái phần đá 1-2 đó thì chú Kha mới vừa mua xong và để bên phía bên đây nữa. Đây, mình đi qua đây coi, chú đang coi giỏ cầu hả chú? Đây, mình có thể thấy sắt đồ là nó đã hư, đã mục hết trơn rồi, cho nên là dỡ ra hết hoàn toàn luôn cô chú. Cái này thì chú Kha cũng có nói với con là ngày hôm nay thì mấy chú sẽ dỡ luôn á, cái phần hai cái thanh này nè thì sẽ dỡ ra hết luôn. Còn về cái phần trụ, những cái phần cột điện này nè thì sẽ nhờ bên cô bé họ bứng lên giùm cho mình luôn. Thì chắc là sẽ hẹn một ngày khác rồi cô bé vô người ta sẽ lấy mấy cái trụ điện này người ta mang qua một chỗ khác. Dạ, ngày hôm nay thì con vào đây cũng cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem qua cái tiến độ mình làm cầu đến đâu rồi. Thì trước mắt là phải dỡ hết cầu này ra, rồi sau đó thì mình mới có thể làm lại cầu mới. Cũng như là cầu này là cầu bê tông, cho nên là phải đặt phía công ty người ta sẽ làm những cái khối xi măng cũng như là bê tông đúc ra, rồi sau đó là mới có thể gáp vô cây cầu được nha cô chú. Dạ, hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà nhận được một tin vui đến từ vị Mạnh Thường Quân, đó là gia đình Kim Huê ủng hộ cho cây cầu kênh trục cái số tiền là 4.500.000 đồng. Thì tổng cái số tiền mà hôm nay mấy chị em tụi con nhận thì cũng gần như là sắp đủ rồi, chỉ còn lại số tiền là 15.096.524 đồng nữa thôi là đã hoàn thành cái số tiền 200 triệu mà mình làm cầu rồi đó cô chú ơi. Dạ. Nhân đây thì con cũng rất là cảm ơn tấm lòng đến từ gia đình Kim Huê đã ủng hộ số tiền là 4.500.000 đồng góp vào cầu kênh trục để mà cho các bà con nhân dân nơi đây thì sớm có cầu mới di chuyển qua lại được thuận tiện hơn cũng như là an toàn hơn. Tuần nữa là mình làm ăn cá trước rồi, 10 ngày mới có cột, nhưng mà mình làm ăn cá lần lần. À, mình làm ăn cá trước ha, sau đó là mới có bắt đầu có cột rồi đóng xuống luôn. Thì chắc cái này mình cũng đập mấy này ra hết cho chống á. Dạ. Mình đóng từ đang làm ăn cá. Dạ, mấy cái phần này chắc mình bỏ luôn quá chú. Xi măng này là không có xài được nữa chú. Mình làm mới ra hết. Dạ. Tại mình đóng từ ăn cá mới được. Dạ. Thì cô chú anh chị và các bạn ơi, ở đây thì chú Kha cũng có chia sẻ với lại mấy chị em tụi con á, là sắp tới thì chú sẽ làm cái phần mang cá trước ở hai bên đầu kênh trục. Thì ở đây là một cái mang cá này trước, mình sẽ đập hết cái phần xi măng này ra bỏ luôn hay gì chú Kha? Đập hết mấy cái cũ này. Dạ. Rồi mình đào xuống mình làm cái móng băng á. Dạ. Rồi mình đóng cừ xuống rồi mình đổ móng băng lên làm ăn cá trước. Dạ. Rồi đầu bên kia thì cũng vậy luôn. Trong thời gian mình chờ đợi chủ á. Dạ. Tại vì bên công ty người ta có cái thời gian cho mình á. Dạ. Người ta đang đổ đúng ngày người ta giao cho mình. Dạ. Vậy là mấy cái diện tích cầu cũng như là dài rộng gì đó thì chú Kha cũng đã đo hết rồi và đặt cho phía công ty để mà làm những cái phần bê tông. Dạ, sắp tới là làm mang cá xong là mình đóng bê tông xuống là trang trí lại nữa thôi là hoàn thành cây cầu. Mình đóng trụ xong rồi mình mới làm mố dạ, rồi mới dắt gầm, dạ, rồi mới đổ mâm, đổ lan can, còn nhiều giai đoạn nữa thôi. Còn rất là nhiều giai đoạn luôn, khoảng tầm trong một tháng nữa thì cây cầu của các bà con tại kênh trục này mới có thể hoàn thành đó cô chú ơi. Ngày hôm nay thì con cũng rất là vui khi mà báo cho chú Kha là nhận thêm được nguồn tiền đến từ Mạnh Thường Quân là gia đình Kim Huê hỗ trợ thêm cho các bà con nơi đây cái số tiền là 4.500.000 đồng nữa đó chú Kha, để mà mình góp quỹ vào mình làm cầu. Thì cũng cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Huê đóng góp vô, mình góp gió làm bão. Tại vì công việc hiện thì nó giống như cái ổ ong vậy, nhiều con tha thì ổ ong nó mau đè mặt. Dạ. Nhưng một người thì làm không có nên cái chuyện đớn được. Dạ.
Con cảm ơn chú Kha rất là nhiều. Còn lại cái số tiền là 15.096.524 đồng nữa thôi. Có thể hoàn thành để mà mình tiếp tục cái quá trình xây dựng cầu rồi đó cô chú ơi. Nhân đây thì con cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong thời gian qua đã hỗ trợ đến cho các bà con để mà xây dựng cầu kênh trục. Đầu tiên là chú Đạt Dương, bác Tố Lê, cô chú Luân Điệp ở Úc, gia đình Loan Võ, thầy Thật Tánh ở Úc. Dạ, chú Châu Khen, cô Tô Lý Hương, anh Zach Cót Lâm, anh chị Du Trinh, anh Alex Chim Vu, anh Nguyễn Tùng, chú Quỳnh và bé Ti, anh Tuấn Trần và gia đình Kim Huê rất là nhiều đã ủng hộ một cái số tiền rất là lớn để mà làm cầu kênh trục. Kính chúc cho 13 vị mạnh thường quân luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn một ngày gần nhất để mà mình vào cùng xem đổ mang cá và làm cầu trong thời gian sắp tới.